Mình sẽ khá nhiều chứ không, nó cũng là ăn nhạt cuộc sống được từ các nhà đầu tư làm visa nhẹ đi thì muốn đi xoay visa với nhẹ đi. Nghe cái cuộc họp này tôi cũng hy vọng rằng là muốn là mọi cái thành công tốt đẹp, nhưng sau khi nghe cái này thì tôi cũng muốn không muốn rằng là cái kết quả tốt nó không đến, mà muốn cái gì nó cũng sẽ tốt đẹp hơn nữa. Chỉ mong là cái hội nghị là đi ra được, đưa ra được một cái thỏa thuận chung giữa hai nguyên thủ đấy, thì nhưng cái cuộc họp thì bị kết thúc sớm, là có thể là cũng bản thân tôi cũng cảm thấy rất là thất vọng.